Cần điện tử gia phát xin chào anh chị ạ hôm nay chúng ta sẽ đến công ty bao bì xuân hằng ở tân uyên bình dương để giao một cái cân sàn điện tử 3 tấn anh chị nha xuân hằng là công ty bao bì rất là nổi tiếng ở tân uyên bình dương anh chị nha và anh bao bì xuân hằng ảnh đang cần một cái cân sàn điện tử để cân những cái cuộn giấy công nghiệp như thế này nè à thì cái cân sàn này nó có quy cách là một mét rưỡi nhân một mét rưỡi và đây là sàn nhập khẩu cho nên là nếu mà anh chị cân những cái pallet giấy hoặc là những cái cuộn giấy tròn thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái cân sàn này để cân những cái hàng công nghiệp đó. Không chỉ là đến giao cân đơn thuần mà kỹ thuật của công ty cân điện tử gia phá còn hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết, rất là cụ thể cho những anh chị nào mà tham gia trong quá trình sử dụng cân. Ngoài ra còn chia sẻ kể mở những cái tip, những cái mẹo vặt, những cái gì đó mà nó ngoài catalog sử dụng để giúp cho cái cân này nó được sử dụng bền hơn và lâu dài hơn trong sử dụng thực tế anh chị nha. Cân điện tử Gia Phát cảm ơn Ba vị Xuân Hằng rất là nhiều đã tin tưởng và chọn cân điện tử Gia Phát là đối tác để cung cấp cho anh chị một cái cân sàn điện tử DI28SS 3 tấn 1 mét rưỡi nhân một mét rưỡi để cân giấy như thế này. Và những anh chị nào là cá nhân hay doanh nghiệp ở Tân Uyên Bình Dương và cần đến những cái cân sàn điện tử công nghiệp như thế này hoặc là những cái dòng cân điện tử khác thì anh chị có thể là gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trong màn hình đó là 0909 899 833 thì cân điện tử gia phát cũng sẽ giao cân nhanh nhất đến anh chị và hướng dẫn sử dụng tận tình ạ à. một lần nữa cân điện tử gia phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian xem chọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ à. xin cảm ơn ạ à.